liên quan đến vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư. Chiều 4 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được nguyên nhân vụ việc và danh tính của một số người có liên quan. Theo Công an quận Bình Thạnh, sự việc xảy ra vào trưa ngày 19 tháng 11 ở sảnh chung cư LB, phường 25. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Công an đã xác định được những người có liên quan và đang mời làm việc. Nạn nhân trong vụ việc không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và công an đã liên hệ để làm rõ. Một nguồn tin cho hay, người phụ nữ trong đoạn clip cùng người đàn ông đánh người phụ nữ ở sảnh chung cư trên là sinh viên tên Quy đang theo học một trường đại học. Quy từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường trên cách đây vài năm. Phía ngôi trường trên đã nắm sự việc và cùng trao đổi với Quy. Người này cũng thừa nhận là người trong đoạn clip đăng tải. Hiện nhà trường đang chờ kết quả của các cơ quan chức năng và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ hành hung ở sảnh chung cư. Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ bước ra từ thang máy tầng trệt chung cư thì có nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh và xông tới hành hung.